Dao đá nhẹ. Đá banh thì dao đá nhẹ thôi hả? Nú kìa, nú kìa. Bà nội trời ơi, cái đá vụ vụ ra chết mẹ mày. Lưới cổ động viên
của đội tuyển sân bay. Chết bà. Hết banh rồi. Chịu lăn xả chứ Thành. Trời ơi, chụp ai dưới trời. Rồi. Vô được không? Đổi gà tre vô nè. Gà nồi chưa chảo nổi. Đá cái gì vậy Cầm?
Nhân vật chính vô đó. Oh!
liền, đảo đen liền. Mới vừa chút xíu rồi ra rồi. Thank you.
Bộ này nó bán nội rồi. Không 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 sung vậy trơn.
Vậy vậy đầu hàng hả? Em đá đi, em đá mập quá. Có ai chạy nổi đâu, có mình mày chạy nổi hả? Có quá thấy chứ chạy hả giỏi chưa. Nào nói vô vậy. Đồ mấy cầu thủ này bên nước ngoài vậy nè. Châu Phi, bên Châu Phi. Cầu thủ này mướn bên Châu Phi về. Uống nước mẹ, sợ em trai. Mai có thịt heo đó đó. Để em đi lắm. Chống nó bên uống nước. Giờ vậy rồi sao Mai đứng? Mai cũng mới hành kìa. Đúng. Mai bỏ ẩm sao đâu. Nè. Đá sàn nhà cái gì vậy đó. Anh em ở đá lắp về ghé đưa bỏ về rồi. Về luôn hả? Đây là những gương mặt thân quen của ai đâu đó. Quân quân. Bỏ thuốc ẩm vô lại. Mày bỏ tiếp chứ. Tiếp tiếng rồi. Tiếng rồi. Đá về hồi sau ra nhậu nổi bay. Nổi chứ. Đá đâu nổi đá luôn. Ôi đụ má hai tình tao dữ rồi. Lần với thằng rồi. Giỡn quá. Má mới thấy luôn trời. Giỡn quá. Người ta tạo ra một cái hiểu không? Hai thì cái bành nào không có điểm. Cầm cái hay quá. Cầm hay lắm. Cầm mà dễ gì buông được. Đã tên cầm mà sao mà chụp không hay buông đâu được. Cứ gác luôn, cầm gác luôn. Quay hết. Đá nửa tiếng nghỉ nửa tiếng. Nè, tao quay nãy giờ là được nửa tiếng, đúng nửa tiếng rồi đó. Nghỉ hiệp 45 phút nghỉ hiệp luôn. 45 phút nghỉ hiệp 45 phút luôn hả? Mời anh đứng luôn là anh Tâm. Mời anh đứng luôn. Đó, bờ đó, ra bờ đấy. Ừ, được hết. Trời ơi, vua khớm rồi sợ. Anh yên rồi làm như phụ nữ. Đâu rồi, đang đạt nó mới toilet đâu rồi. Như đang qua toilet luôn. Lấy cái bánh này lại. Đấy, chủ yếu chạy cho ra mồ hôi mà. Trời đại thấy con nào đó banh mà chạy gì mà đâu. Có tài tài được. Mấy thằng bự xuống về đứng chạy không nổi, đứng chụp gôn rồi không vậy đó.
đâu nó tới đích. Đánh này các bạn quên bỏ luôn hả? Rồi anh ấy đã ngã dưới sân rồi. Đây, đây nãy giờ là bò sân ngoài bay. Đá vô gì hả? Lộc Văn Thanh. Thanh hả? Còn Thái ngồi lưng banh luôn hả? Chút tội gì Thánh mày nó hù quá la không à, mày hù mày đó. Thank you.
cười đau bụng với quỷ này đi chứ. Má nào biết đi mà đá sau lưng mày chắc chết nữa thôi. Đồ sau lưng anh đen. Mày đá đâu vậy? Điều hả vậy? Thank you.
Bữa giờ nó chơi gà. Vô luôn hả? Hay quá Thành ơi. Chiến nó vô hả Lâm? Trời ơi giỡn con nhóc. Báo cáo là 47 phút rồi nha. Trời ơi. Lộc nãy giờ đá vô mấy trái rồi ta?
Nãy là tỉnh chưa? Vô đá hội chứ. Rồi lâm banh luôn rồi. Đúng không? Là không được rồi. Đúng không? 4-2 khi. Ký luôn mà 42 ký đã chết luôn không ơi. Đủ môn vì thế anh sẽ chạy. Thank you.
mà trái người ta hả? Đá banh cái gì kỳ vậy, mày thằng nào cũng đá không nổi trời vậy. Vô chậm đi, vô chậm cho kia lên. Ừ. Làm gì tao? Tao làm gì kìa? Bịt môi luôn hả? Đậu mũi có gì không? Thôi nghỉ đi. Đó bên người là nghỉ đi. Come on!
đến chiếc tầng này nè, hàng nấu mã thịt. Đá banh mà đi bộ. Đúng rồi, anh ơi, từ từ anh ơi, từ từ anh ơi. Nó hồi nãy mà nó chạy chuối đó. Ôi, ai đã ghi bàn? Đá vô luôn đi hết. Trời ơi, bắt vô cái nữa đá vô luôn rồi. Vô này chi hết bản đồ luôn rồi. Chịu thua rồi đó hả? Chết rồi. Tâm ghi bàn, Tâm ơi. Còn đó Tâm. Thank you.
chửi lên luôn. Không anh nghỉ sớm đi. Không anh mới nghỉ sớm đi mày ơi. Nghỉ sớm đi. Không có thằng nào cũng thay chơi đá gì. Nghỉ sớm đi. Mệt hết trơn rồi. Chụp cái thẻ của ông Khang á, gửi qua cho anh giùm ơi. Đây mặt tôi nha. Khi nào về chụp, khi nào về chụp gửi qua anh.